Kính thưa quý đức cha, quý cha và anh chị em, không biết mọi người còn đủ kiên nhẫn để nghe con nói vài lời không? Người Nam nói vài lời tức là có vài lời thôi đó, nhưng mà chắc cũng có lẽ sẽ cũng sẽ dài. Tuy nhiên con cảm cố gắng hết sức để diễn tả cái cảm nghiệm của con và cũng đồng thời để giải tỏa một vài thắc mắc của nhiều anh chị em. Tại sao cái ông Sài Gòn lại ra Hà Tĩnh nói giọng Nam rạc, lại đi nghe, lại phải nói về những con người thật là xa lạ, rồi hướng mục vụ chủ yếu điểm nhấn của vị giám quản tông tòa này trong thời gian tới là gì? Kính thưa anh chị em, thực sự rất là ngỡ ngàng khi được nghe tin tòa thánh Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi làm giám mục, giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Thật bất ngờ. Bởi vì trước đó người ta đồn thổi chuyện khác. Nhưng mà rồi tôi cũng hiểu, cũng có lý do. Bởi vì quê nội của tôi ở Hà Tĩnh, ở họ An Hòa, Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh, mà cũng chỉ mới đặt chân đến và biết bằng kinh nghiệm sờ chạm được mới có hơn một năm nay thôi, hai năm nay thôi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có biết quê ngoại là Đà Nẵng và Sài Gòn, nơi tôi lớn lên. Cũng nhân đây xin cảm ơn Đức Tổng Sài Gòn đại diện cho dân Chúa tại Sài Gòn, là quê hương, là nơi tôi lớn lên. Quê hương thứ nhất vẫn là Đà Nẵng, nơi tôi sinh ra, nơi ba mẹ tôi gặp nhau, lập nghiệp, sinh con đẻ cái, nhưng lớn lên tại Sài Gòn. Cảm ơn dân Chúa qua Đức Tổng 60 năm qua đã hun đúc, đã nuôi dưỡng đức tin của tôi lớn lên từng ngày cho đến ngày hôm nay. Chúa lại sai đi ra một nơi thật là xa, ra chỗ nước sâu là Hà Tĩnh. Nhưng thoạt nói, thoạt nghe gọi là chỗ nước sâu, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đây là nước nông, bởi vì chân tôi chạm rất an toàn trên mảnh đất quê nội mà chưa hề có kinh nghiệm bao giờ. Năm 1943, lần đầu tiên chàng thanh niên là ba của tôi đã bỏ mảnh đất Hương Khê này, Hà Tĩnh này, để đi học ở Hà Nội, xong rồi vào miền Trung gặp người con gái ở Đà Nẵng, kết hôn năm 1949, rồi sinh ra một đàn con 9 đứa, sau đó lần lượt gửi vào Nam. Người con trai ấy, ba tôi ở trong một gia đình có ba người con trai ở Gia Phổ, Hương Khê. Bác tôi và chú tôi không hề biết mặt mà chỉ nghe nói tên thôi. Giờ đây cả ba người không còn hiện diện trên trần gian này, nhưng mà con cái của các vị vẫn còn. Ngồi ở đây có anh em ruột thịt, có mẹ của tôi, người con gái, người Đà Nẵng, mà 16 tuổi đã rụng tim vì chàng trai Hương Khê. Năm nay người con gái ấy 93 tuổi rồi mà vẫn khệnh khạng đưa đứa con của chàng trai ấy về lại quê của chàng. Đó là duyên hay nợ
Nói vậy chứ bà không nghe gì hết. Có lẽ đó là ý nhiệm màu của Thiên Chúa, không phải ý của tôi. Cho nên trong ý nhiệm màu của Thiên Chúa thì tôi an tâm, cho dẫu có ra chỗ nước sâu hay nước nông, xa hay gần, tất cả đều cảm thấy thật gần. Vì có Chúa ở cùng tôi, Chúa là chính anh chị em đó. Cộng đoàn dân Chúa ở tại nơi này, ở tại mảnh đất Hà Tĩnh này, xa mà không còn lạ, đã trở nên gần gũi. Đó là lý do tại sao chàng trai Sài Gòn nói tiếng Nam Rạc bây giờ lại ra Hà Tĩnh giữa anh chị em nói cái tiếng mà sáng nay tôi nghe cũng chưa có hiểu. Nghe tiếng cha bây giờ mới chộ. Chộ là gì ha? Rồi, thực sự thì rất là xa lạ và rất là cảm động. Mới nghe lời từ biệt của Đức Cha Phaolô muốn rơi nước mắt. Con sẽ cố gắng cùng cảm ơn Đức Cha Phaolô đã gầy dựng những bước đầu nền tảng thật vững chắc cho giáo phận Vinh cũng như Hà Tĩnh. Con cũng sẽ cố gắng hết mình để lắng nghe tiếng Chúa qua lời cố vấn của Đức Cha và của các anh em linh mục, tu sĩ, giáo dân để xây dựng và phát triển giáo phận, để loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô trên mảnh đất này. Mà chắc có lẽ với những gì Chúa ban, cái sở trường hay sở đoạn gì đó của con hay quan tâm đến gia đình. Gia đình là nền tảng, gia đình là tương lai của nhân loại, của giáo hội. Mà giữa thế giới hôm nay, gia đình bị tan nát, tan tác, rách nát thật nhiều. Bởi vì con cái xa cha mẹ vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, vợ xa chồng, hay có khi vì nạn ly dị, ly hôn của thời đại hôm nay khiến cho gia đình không còn gia đình nữa. Và vì thế nền tảng của giáo hội, của nước trời, của tương lai bị đe dọa. Cho nên con rất quan tâm đến mục vụ gia đình. Mục vụ gia đình là nền tảng và nối kết hết tất cả mọi mục vụ khác ở trong giáo hội. Nhưng gia đình cũng không đủ. Gia đình phải liên kết lại với nhau trong cộng đoàn. Nhưng cộng đoàn giáo xứ hay giáo họ có khi cũng lại quá to, quá lớn. Cho nên những cộng đoàn nhỏ cần phải kết lại với nhau. Những gia đình sống gần nhau cần phải biết kết lại, yêu thương nhau, để làm loan báo tin mừng qua những sứ vụ, những việc làm cụ thể trong khu xóm, trong khu vực, trong làng xóm của mình. Và trong sự hiệp thông với giáo hội lớn hơn là giáo xứ, là giáo phận, là giáo hội Hoàng Vũ. Nói tóm lại, hai điểm nhấn cụ thể con quan tâm trong mục vụ là gia đình và cộng đoàn giáo hội cơ bản. Xin anh chị em cùng với tôi, chúng ta xây dựng giáo hội, loan báo tin mừng trong sự hiệp thông, hiệp nhất, yêu thương ở trong gia đình và trong các liên gia đình như thế, và trong giáo xứ mình. Có lẽ Đức Cha Phaolô đã xây dựng những nền móng cơ bản rất cần thiết. Giờ đây chúng ta cần phải tiếp nối công trình của Ngài để đi vào chiều sâu hơn trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng, và thể hiện tình yêu thương cách cụ thể. Đó là những gì muốn đáp lời, như là mở ra sứ vụ giám quản của tôi. Cảm ơn quý Đức Cha, quý cha và anh chị em.